Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái khối Rubik gọi là cái Mirror Illusion. Illusion có nghĩa là ảo ảnh, mirror là gương. Đây là con mirror bình thường các bạn đã biết, một biến thể của 3x3. Giải như 3x3 vậy thôi. Và đây là con Mirror Illusion. Nó có một cái viên nhỏ nằm phía trong. Ở ngoài này nhìn như là mirror nhưng có một viên mirror nhỏ nằm phía trong. Nên ta còn gọi là 2x2 nằm trong 3x3. 2x2 inside, 3x3. Thì cái dòng mà illusion này á, nó có nhiều dạng lắm. Giả sử có cục 3x3 bự lên gì, hoặc là cục 3x3 nó dính lẹo phía sau này. Còn cái trường hợp này là cái 2x2 nó nhỏ, nó nằm ở phía trong. Thì một số cái con Rubik khác á, thì cái cục 2x2 này nó màu khác thì chúng ta sẽ dễ hơn. Còn trong khi đó cái viên này của mình thì cái màu này là màu ở ngoài nó giống nhau luôn, cho nên là có thể gây chúng ta nhiều cái khó khăn khi giải. Thì cái khó khăn đầu tiên đó là có cái viên này nè, viên gốc ở đây nè, nó bằng lại viên gốc ở ngoài này, cho nên có thể chúng ta sẽ bị lộn à. Cho nên là khi nào mà bạn thấy bạn giải phần 3 không được thì bạn phải nhớ tới cái chuyện là có thể mình lộn hai viên này với nhau, và bạn đổi lại hai viên này rồi bạn giải lại. Rồi thì cái viên này thật sự nó là viên 3x3 thôi, một tầng nè, hai tầng nè, ba tầng nè, đó, ba ba nhân ba nè. Thì 3x3 này thì mình có cái mấy cái tầng này thì nó bị tâm nó thụt vô đó. Nếu mình cầm đây á thì các bạn có thể chọn một cái mặt để làm trước, mặt nào cũng được. Thì vấn đề ở đây không phải là công thức nữa, cũng không phải là cách giải nữa, tại các bạn đã biết cách giải 3x3 rồi, biết cách giải có mirror rồi. Thì cái vấn đề chúng ta là phải nhận định được cái viên nào nằm ở đâu thôi, biết viên nào nằm ở đâu thôi. Thì các bạn có thể chọn cái mặt dày nhất để làm cái mặt đầu tiên, hoặc là chọn cái mặt bên này, còn mình thì chọn cái mặt mỏng nhất là cái mặt đầu tiên. Để mình chọn rồi mình phân tích luôn về cái, mình khảo sát về cái những cái viên nằm ở đâu để mình lát mình nhớ mình làm. Thì nếu mình cầm cái, mình lấy cái mặt này là mặt đầu tiên này, thì nếu mình cầm dày thì hai cái mặt ở bên này là phần nhỏ nhỏ này, cái góc nhỏ nằm bên này, thì ở cái góc cái mặt trái thì cái tâm nó bằng. Cái tâm nó bằng với cạnh, tâm bằng với cạnh. Rồi cái tầng 2 thì nó bằng với cái cạnh này. Cái tầng này thì nó, cái viên cạnh này thì nó bằng với hai góc này luôn. Đó. Cái viên cạnh này bằng với góc này luôn. Còn cái này nó thụt vô. Bên này thì nó thụt vô nhiều, bên này nó thụt vô ít. Đó. Mình nhớ vậy để lát mình làm. Rồi bây giờ mình phá ra để mình giải thôi. Mình chọn mặt mỏng nhất nha. Các bạn có thể chọn mặt dày nhất hay chọn mặt nào đó. Rồi mình chọn mặt nào cũng được, miễn sao mà mình xác định được cái viên nằm đâu là xong. Rồi. Và đây là cái cách giải 3x3 thông thường của mình. Thì mình giải cục nào 3x3 mình cũng lấy công thức này làm hết. Rồi, bây giờ mình sẽ làm phần 1. Thì mình kiếm một cái cạnh cạnh mỏng nhất để vô cái tâm nào cho nó vừa. Đây, cạnh này vô tâm này vừa, cái này mỏng nhất mà là cạnh bự nhất của cái mỏng nhất á. Kiếm một cái để vô. Rồi bây giờ mình làm dấu cộng cũng được, nhưng làm dấu cộng dễ bị lộn lắm. Nên mình làm từ từ, mình lần theo cái cạnh này, làm từ từ. Làm cạnh tới góc. Tại vì mình đâu có biết cái nào là cái cạnh này vô khớp mà đâu biết nằm hướng bên nào đâu. Rồi thôi mình làm từ từ. Rồi, cái cạnh lớn vô đây thì mình kiếm một cái góc nhỏ nhỏ, cái góc mỏng mà bự bự cỡ cỡ con này nè, đưa vô. Đưa vô coi vừa không? Không vừa thôi. Đây nè, cái góc này nè. Mình nhìn biết cái nào cạnh nào góc dễ lắm. Cái nào mà cái nó tiếp xúc với lại cái tâm là cái cạnh, cái nào mà nó nằm phía bên góc của cái tâm là cái góc thôi. Đèn hơi chói nha, con này nó hơi chói nên mình để cái góc máy sao cho nó bớt chói nha. Nó chói quá các bạn khó nhìn. Rồi tiếp cục mỏng mỏng nè, chắc vô đây quá, xoay qua đem vô thử coi đó, vô dừa nè. Rồi vậy mình kiếm cái cạnh ở đây cho nó khớp với lại cái góc này. Rồi, mình lần từ từ mình đi, có cái tâm nào mỏng mỏng không, có cái cạnh nào mỏng mỏng không, cạnh nào mỏng mỏng. Đây, cạnh này mỏng nè.
xoay nó lên, anh né góc này ra trước ha, xoay nó lên rồi vô khớp luôn, đúng rồi. Rồi cái lần tiếp giờ kiếm cái góc nằm đây, cái góc nằm mỏng mỏng, nó mỏng bằng lại cái này nè, cái góc bên cái mặt này thì mấy cái miếng này nó mỏng bằng nhau hết, mình dựa trên cái sự bằng nhau đó là mình làm. Cái góc này dày 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 dày, góc này mỏng rồi, nhưng mà mỏng này nhỏ quá, nhỏ quá. Hay là góc này ta, để góc này lên thử không vừa. Cái góc này, sẽ qua đây. À, vừa nè, rồi. Rồi. Tiếp. Mình vô cái cạnh ở đây đi. Cạnh ở đó, đây, con này phải không? Con này. À, né này qua thử, đưa cạnh nó lên. Đem xuống coi vừa không? Rồi, vừa luôn. Rồi. Vậy mình còn có một góc đây thôi. Cái góc này nãy mình nói nè, cái góc nhỏ xíu nè thì nó có thể hai cái hai viên giống nhau. Đàn viên nè. Đàn viên hai viên. Mình để đại viên nào đó vô đi, lát nữa sai rồi tính sao. Rồi. Vậy là chúng ta đã xong tầng thứ nhất. Rồi tới xoay tâm. Xoay tâm mà mình đưa. Vậy mình nãy mình nhớ là mình để cái gì ha? Để qua gì chứ? Nha. Thì cái tâm hai cái tâm mặt này phải phải bằng. Vậy lại đây. Xoay qua cho nó bằng. Này, hai miếng bằng, hai miếng thục nè. Ở trước mặt thục ít, ở bên hông thục vô nhiều, vậy là đúng rồi. Rồi, đúng tâm. Rồi bây giờ mình sẽ lên cái cạnh. Xin lỗi. Lên cái cạnh tầng 2 bằng công thức lên cạnh nè, xoay cái này lên trên đây ha. Rồi. Bây giờ ở đây có một cái cạnh ngay góc này nè. Cái cạnh chỗ này thì nó phải phải khớp vô. Đâu. Nó phải kín luôn cái hai này, đây là phải. Đây đây. Ngay chỗ này phải có một cạnh ở chỗ này, một cái tâm bằng ở lại cạnh này, tâm bằng lại cạnh này thì cái tầng hai cạnh đây phải phải vuông luôn đó, làm cái góc mà để cái viên nhỏ nó nằm vô đó. Giờ mình đo thử nè, cái này bằng nè, cạnh này bằng nè, đưa lên thử cái bằng này bằng luôn, vậy là chính nó rồi. Rồi cái này công thức này, công thức gì, công thức bên trái ha, đi đi ri à, d d l chứ d là đi ly hình như mình lộn cái gì đó. Nói chuyện với bạn mình lộn gì đó, nói chuyện với bạn cái mình quên công thức, lo đọc công thức cái quên. Để mình đưa nó vô lại. Cái góc này bị nhầm. Đang giải phân tâm à. Rồi, mình quay lại ha. Mình quay lại cho nó bằng cái cạnh đang cầm gì. Thì có hai cái đây. Tâm này bằng, tâm này bằng. Rồi. Đem cái này vô, mình xin phép không có đọc công thức, mình đọc cái mình nhìn cái tờ giấy cái mình quên, mình thì làm quen cái tay. Công thức này dễ mà các bạn chắc biết đó. Đây. Rồi này không bằng. Cục ở đâu? Đây đây. Cục này, đây bằng này, đem lên coi bằng không? Bằng, vậy nó đây. Cái công thức này. Công thức ở trên ha, nãy mình làm dưới mình lộn, làm công thức ở trên. Đi ri đê r nó. Đi ri đê r. Đó. Rồi, d f đi phi. Đó lên. Rồi. Giờ mình tiếp tục làm hai cái cạnh bên này nè. Hai cạnh bên này thì nó sẽ bằng với lại cái mép trên này luôn, bằng góc trên này luôn. Cái này dài bằng góc này luôn. Thì mình kiếm mình đo thử. Đo thử con này được không?
con này bằng không, đưa lên bằng này, bằng bằng này, vậy là cục này rồi, cục bự này nè. Rồi đi đi D R D F đi phi, rồi bằng rồi, bằng rồi. Giờ làm cái cạnh ở đây, cạnh này sẽ bằng ở bên này, kiếm rồi. À, cái này bằng góc này không, không được. Vì không có, chắc nó nằm ở đây, cái nhỏ nhỏ nè, có thể cục này. Thì thôi mình lấy cục này xuống, lấy cục này xuống thì mình làm cái cạnh trong này luôn, cái cạnh trong này là một cái viên nhỏ, nó nằm thụt vô trong. Thì nó phải bằng với hai cái, bằng với hai cái góc này, xin lỗi, bằng với hai cái tâm này, cái tâm của cái cục 22 nhân 2 ở trong đây. Cục này vừa này, kéo lên đây. Đây không vừa gì, không phải rồi. Qua đây còn không đúng, cục này coi, cục này cũng không đúng, cái cục này coi, cục này bằng này, kéo lên đây bằng luôn, giữ chính nó ra, chính nó thì đem cục này lên đây ha. Rồi vậy thì cái viên đó nó bị lọt ra đây rồi, đây bằng đây, kéo lên đây bằng như này, vậy là nó rồi, đúng. D L D L D F D F à, đúng không? À, cục nhỏ trong nè. Rồi, giờ chúng ta đã giải tầng 2 xong, còn tầng 3. Đây là tầng cuối cùng. Tầng cuối cùng thì nó không có bằng phẳng với lại cái này. Mà bây giờ mình coi cái góc nha, cái cạnh nó có lọt hay không. Mình coi hai cạnh lớn nhất, hai cạnh lớn nhất là dựng hai bên vách này nè. Hai cái vách của cái cục 3 x 3 thì hai cục dài nhất. Thì nó phải dựng đứng lên. Cái này một cái dựng đứng vậy, cái này lọt rồi nè. Cái này chưa lọt nè. Cái này cũng phải dựng đứng lên. Vậy cái này chưa lọt luôn. Vậy cái này có lọt hay không? Cái này là cái viên nhỏ này mình khó nhìn, nó là cái cạnh của cái cục ở phía trong, thì mình xoay qua coi nó dựng chưa, nó cũng chưa dựng luôn. Vậy thì sao? Vậy thì có ba cái không lật, một lật được một cái, vậy là lật số lẻ rồi. Mà lật số lẻ thì nãy mình nói à, có thể là cái góc này sai. Nếu bạn lấy lật số chẵn á thì ok, lật số lẻ là nó bị sai á. Bây giờ mình đổi lại cái cạnh này, cái góc này ha, đổi góc nhỏ này lên đây rồi làm lại thôi, đưa lên nếu à, thay ra rồi. Rồi mình vô lại cái cạnh này, làm lại thôi. Nếu như cái loại mà nó có hai cái màu thì mình biết được, còn loại này một màu, cục nhỏ cục lớn một màu. Rồi xong, mình kiểm tra lại. Cũng một cạnh, cạnh như này, cạnh này cũng bị lật à. Rồi bây giờ mình thấy là chuyện gì, mình thấy là nó không thay đổi gì hết. Cái này nó cũng bị dẫn đứng, hai cái này, ba này vẫn còn nằm. Vậy thì phải có một viên cạnh nào đó nó bằng nhau mà mình không biết. Đây coi, đây đưa lên đây, đây bạn thấy không, hồi nãy mình nói thiếu bạn, ngoài hai viên góc này giống nhau có hai viên cạnh này giống nhau nữa à. Vậy thì mình phải đổi viên cạnh này lên đây, hai viên cạnh này giống nhau. Đây nó cũng đúng luôn nè, vậy mình đem viên cạnh này lên. Đó, nó có mấy cái vấn đề gì trong á, nó giống viên cạnh góc là xong đó, khớp luôn nè. Rồi mình xem lại xem, một lật, hai lật, ba lật, bốn lật, rồi bốn viên cùng lật hết. Còn nếu ha, đâu một lật, hai lật, ba lật, có ba cái lật à,
Còn cái này nó không lật gì là cũng còn sai. Sai gì hồi nãy á, là mình có thể mình sai cái góc hồi nãy á, mình trả lại góc như kiểu. Giờ đây có thành ra hai viên, mình chỉnh lại nha. Nè. Cái góc nó không thành vấn đề mà cái cạnh nó mới thành vấn đề. Rồi, mình làm thử các bạn thấy nó có nhiều cái lớp làm thì mình sửa thôi. Rồi, bây giờ mình coi có mấy viên lật. 1 2. Cái hai cái này cũng lật luôn. Vậy là ba viên lật, một viên nằm. Tiếp tục sai. Tiếp tục sai vậy thì mình đổi lại cái cạnh tiếp. Cạnh này. Cạnh này là cạnh rắc rối nhất ha. Đổi lại cạnh này tiếp. Đâu rồi, nói chuyện quên, nói chuyện đưa lộn cạnh lên rồi. Không sao, đưa lại. Rồi, rồi chúng ta xem lại. Nãy mình đưa nhầm á, một lật, hai lật, à một lật này, hai lật này, hai cạnh này bị nằm là chưa lật nè, vậy là đúng rồi, số chẵn nè. Vì hai cái này lật là đành chữ L nè. Mình làm dấu cộng ha. Cái L là cái dấu gạch ngang, cái này dấu L nè. Đó, để mình chỉ bên này. Đây, L thì để L ngược gì? F. Làm công thức này F U R U R rồi ui ri phi. Xong. Bạn thấy ba cạnh mà lật. Bốn cạnh đã lật lên. Đây, hai cạnh này nó bằng nhau, bạn cạnh này nó ở đây. À. Rồi cái cạnh này nó ở đây đó, là cái con phía trong này thì có hai cái cạnh nó bằng với cái tâm này và hai cái cạnh nó nhô lên, một cái cạnh là ở sau lưng này, một cái cạnh ở bên hông này đó. Rồi mình làm đúng cạnh thôi, mình đưa một cái viên cạnh đúng đó, đưa một viên cạnh nhiều vị trí đúng đây, cạnh này cho cái viên nhỏ ở trong này đúng rồi. Ba cái cạnh này sai, một hai ba sai, thì mình làm u r u ly u ri u l à, xin lỗi đúng cạnh này r u ri u r u u ri thì nó sẽ đem cái này qua đây, cái này lại đây, cái này lại đây, vì mình làm hai lần á, r u ri u r u u bằng này ri. Rồi làm một lần nữa, cái này nó sẽ về đây, cái này qua đây đúng, cái này qua đây đúng, r u ri u r u u rồi. Rồi cạnh đúng không nè, bằng này bằng là cái viên nhỏ ở trong á, rồi hai cái này là hai cái cạnh của cái vách. Rồi bây giờ mình coi góc, góc của mình là đúng chưa, cái góc nhỏ này phải nằm ở trong này, vậy là góc nhỏ sai, vậy góc này cũng sai, hai góc này sai, góc này chìa ra đây mấy góc này phải dựng lên này cũng sai, sai luôn, vậy là bốn góc đều sai. Vậy mình làm cái này phát ba cái này nó di chuyển sẽ có một góc đúng. U R U L U R U L. Rồi, có một góc đúng. Góc này sai rồi nè. Góc này đây là sai. Vậy là góc này, vậy có thể là góc này đúng. Góc này có miếng này bằng bằng này, đó, chiều ngang này gần gần bằng đây thì góc này đúng nè. Rồi để đây. Thì mình di chuyển ba cái góc này. 1 2 3. Chỉ bên đây các bạn có thấy 1 2 3. Con này nó về đây đúng, con cục bự tổ bố này nó về đây đúng. Cái cục trung trung này nó nhét vô trong góc này. U R U L U R U L. Đó, đúng rồi. Giờ bây giờ mình lật. Lật 4 viên cùng bị lật hết, không đúng cực nào hết. Vậy là chưa có điện, phải sử dụng cái ngược cái thuận ra. Xoay góc. Lật góc. Cái này lật một phát. Cái đầu này nó ra đây, ra đằng trước. Lật phát nữa cái đầu này mới lên, vậy cái này lật hai lần. Cái này lật phát là cái đầu này lên ở đây, cái này lật một lần.
Vậy là mình bắt cặp hai này ha, giải chung. Cái này một lần ha, một lần thì đi trước. Đi. Ri, đê, rờ. Đi, ri, đê, rờ. Lên nè các bạn, lên nè. Rồi, đem cái này qua. Cái này lật ngược ha. Vậy là ri, đi, rờ, đê. Ri, đi, rờ, đê. Trả lại. Đó. Bạn thấy nó gần hình thành rồi nè. Rồi mình lật cái này, lật cái này. Cái này lật mấy lần? Cái này lật một cái thì cái mặt này nó qua đây. Lật phát nữa thì cái mặt này xuống đây. Cái này hai lần. Lật hai lần cái là ngược chiều cái đồng hồ đó. Vậy cái này là một, cái này là hai. Hai có nghĩa là ngược. Mình chạy ngược lại, ngược chiều cái đồng hồ thì lật một lần nè. Vậy cái này là ri, còn cái này là đi. Ri, đi, r, d. Ri, đi, r, đề. Rồi đem cái này qua. Như cái này là đi. Đi, ri, đề, r. Đi, ri, đề, r. Xong, trả lại. Chúng ta đã giải xong Rubik Mirror Illusion. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nên các bạn nên có cái kiến thức về 3x3 rồi. Mình phải xem mấy cái khác, chứ còn nếu không thì giải cũng hơi khó. Bạn phải biết bài giải 3x3 hoặc là biết giải một vài con biến thể thì chơi con này nó mới dễ được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhiều ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.